Rồi, những đôi BMW 2000C hàng nội địa Trung Quốc bên em mấy ngày hôm nay đi rất là nhiều các bác nhá. BMW 2000C hàng nội địa Trung Quốc 350, hình thức còn rất là đẹp, giá chỉ 3,5 triệu thôi. Giá cực rẻ luôn các bạn. Hàng bãi nhưng còn đẹp đến 90% các bác nhé. Bên em đang đóng hàng rất là cẩn thận, xốp góc xốp nhất rất là kỹ càng để gửi đi xa đây các bác nhé. Ngày hôm nay bên em đi được gần chục đôi. Các bác nào mà muốn lấy cho mình những đôi la BB 2000C Hà Nội địa Trung Quốc thì các bác có thể liên hệ ngay cho bên em theo hai số là trên video nhé. BB 2000C này các bác này, nguyên China luôn, hàng đảm bảo cho bác và anh em do nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nhé, hàng bãi nội địa Trung Quốc. Đó, thì trong này bên em cũng đang chuẩn bị test một đôi nữa đây, đồng một đôi nữa chuẩn bị cũng test lên đường đây các bác nhé. Bao nhiêu đô la BB 2000C. Đó, toàn rất là đẹp. Với đô la này thì test nhạc rất là hay, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất tốt, và vừa dùng để làm loa nằm hoặc là làm loa treo cũng được. Đó, cái tiện lợi của mẫu loa nằm là chúng ta có thể tận dụng được tối đa không gian. Thì không chờ mất thời gian của các bác và anh em lâu, sau đây chúng ta cùng đi lắng nghe một đoạn nhạc nhé. Những đôi loa BB 2000C Hà Nội địa Trung Quốc, hình thức đẹp. Vâng, thì đó là những đôi loa BMW 2000C đang test trước khi đóng hàng gửi cho bác và anh em nhé. Vâng, những loa BMW 2000C đây các bác, hàng made in China luôn các bác nhé. Vâng, có những loại nó ghi made in Japan không phải đâu, vì BMW lâu lắm rồi không sản xuất tại Nhật Bản nhé. Lần 96 đã bắt đầu sản xuất tại Trung Quốc rồi. BMW 2000C, con này thì cực chuẩn luôn các bác và anh em. Con này thì cực chuẩn luôn. Những đôi loa BB thực sự là còn đẹp. Các bác nào mà muốn lấy thì hãy liên hệ ngay cho em để chốt những đơn hàng, những cái đôi loa BB cực kỳ đẹp, cực kỳ long lanh luôn nhé. Với những đôi này thì các bác nghe nhạc và hát karaoke cực tốt. Và cả những âm ly nó cũng rất là ghép rất là ổn định nhé. Bác nào mà không có không gian để nằm chúng ta có thể treo. Đó là cái đa năng của những đôi loa BB 2000C. Rất là đẹp luôn các bạn. Khẳng định với các bác và anh em, với 3,5 triệu thì không mua ở đâu được những đôi loa BMW hàng nội địa Trung Quốc đẹp như thế này luôn. Mình làm test trước khi gửi rất là đảm bảo, hàng không lỗi lầm gì các bác nhé, không lỗi lầm gì luôn à. Đường góc cạnh còn đẹp lắm, sơn sát rất ít luôn ạ, sơn sát rất ít luôn. Đấy, nhạc rất hay luôn. Audio nằm ở 133 phố Trường Lâm, các bác có thể đến trực tiếp nhé. 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội ạ. Và hát số online trên video kia ạ. Các bác có thể liên hệ ngay đặt cho mình những đôi loa BMW 2000C còn đẹp, giá cực kỳ là rẻ, chỉ với 3,5 triệu. Một đôi đây, bên em đang đóng đây, đóng trước khi gửi đi ạ. Đó, và dây rắc bên em tặng kèm này, 18m dây này. Đó, đóng rất chắc luôn các bác nhé, đóng rất chắc luôn. Với chỉ 3,5 triệu thôi các bạn, 3,5 triệu các bác hãy nhanh tay nhá. Và sau đây xin phép được dừng video. Và bác nào mà chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông nhá. Đó, xin chào và hẹn gặp lại.